anh hay nói với thí sinh á, tướng phù thê á. Ai hốt thì mà. Có đâu, phải tính là băng nhạc, đâm ra tìm kiếm điểm chung, chọn trang phục cho hai đứa nó phù hợp. Mà anh, cái cảm giác anh nghe người ta nói mình tướng phù thê, anh thấy làm sao? Hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc hơn khi nói với em hay là với người đẹp khác. Đây là đồng nghiệp thôi. Vậy thì mai mốt anh đừng có phán tầm bậy tầm bạ nữa nha anh Hoàng.